Ngô ngon thật đấy. Hạt nào hạt nấy, mẩy ơi là mẩy. Ừ, công nhận, ngô nhà Hồng Xiêm trông ngon thật. Kia, xoài, ăn đi. Sao cứ ngây người ra thế? Nhìn thấy ngô lại chán đời, chẳng có tâm trí nào mà ăn nữa. Cậu sao thế? Hôm nay than thở cứ như ông cụ non ấy. Thì ruộng ngô nhà tớ ấy, dạo này chẳng thu hoạch được mấy. Không hiểu lũ khỉ hoang ở đâu ra, cứ nhằm vào ruộng ngô nhà tớ mà bẻ trộm. Hả? Khỉ hoang á? Sao lại có khỉ hoang thế? Ừ, cứ bắp nào ngon, chúng nó rình bẻ hết. Sao nhà cậu không rình mà bắt hết bọn chúng đi? Cứ để chúng lấy trộm thế à? Ừ, phải đấy. Cũng muốn bắt lắm chứ, nhưng mà chúng nó nhanh lắm. Cha tớ phái mấy người rình mà không bắt được. Mà chúng nó tham lắm nhá. Bị đuổi đánh như thế mà vẫn ôm theo một đống ngô, không để lại bắp nào. Đúng là bọn tham lam, đáng ghét thật. Thế nhà cậu phải tìm cách gì đi chứ. Cứ để chúng ăn trộm hết thế à? Ừ, chứ không thì trông mất công à. Cha tớ vì chuyện này mà đau hết cả đầu mấy ngày nay đây. Chẳng lẽ phải ăn ngủ ở ruộng ngô để canh à? Kia, Hồng Xiêm, cậu thông minh thế, thử nghĩ xem có cách nào giúp nhà xoài bắt được bọn khỉ tham lam kia không. Nhìn xoài thương quá. Cách thì có, nhưng không biết nhà phụ ông có chịu làm theo không thôi. Cách gì thế? Cậu mau nói đi, để tớ về bảo lại với cha tớ. Xong rồi ông ơi, con đã chuẩn bị rất nhiều lọ thủy tinh cổ dài. Bên trong cũng đã bỏ sẵn rất nhiều hạt ngô. Bây giờ anh buộc thật chặt chúng vào xung quanh gốc cây đi. Ờ, anh làm ngay đây. Thế này được chưa em? Được rồi ạ. Có chắc là cách này sẽ bắt được lũ khỉ không đấy? Ta tốn một đống tiền mua lọ thủy tinh mà không bắt được thì liệu hồn. Ông muốn bắt khỉ thì phải chịu khó mà đầu tư chứ. Nhà giàu tiếc gì cái nhẫn nhôm. Cha ơi, cha tin Hồng Xiêm đi. Cậu ấy đang giúp nhà mình đấy. Ta tạm tin nhà ngươi vậy. Thế giờ đứng ở đây rình bắt chúng nó à? Không ạ, giờ tất cả chúng ta cứ về nhà ăn uống, ngủ nghỉ bình thường thôi ạ. Con đoán buổi tối lũ khỉ mới mò ra, sáng mai ta ra tịch thu chiến lợi phẩm là vừa. Hả? Đơn giản thế thôi á? Cách này cứ sao sao ấy nhỉ? Có bắt được thật không đấy? Thôi, ông về đi, sao chăng gì? Ông cứ đứng ở đây thì mới là không bắt được bọn chúng ấy. Phải đấy, về đi cha. Ờ, thì về. Nào nào, đi nhanh xem có bắt được khỉ như lời Hồng Xiêm nói không nào. Bọn khỉ kia. Hình như chúng đang mắc kẹt ở cái bình hay sao ấy cha. Còn chờ gì nữa mà không quăng lưới bắt gọn hết bọn chúng đi. Dạ vâng ạ. Chết này. Lũ khỉ đáng ghét, cuối cùng thì cũng bắt được bọn mày rồi. Phen này phú ông phải khao lớn đấy nhé. Hồng Xiêm, cách của cậu hay quá. Bọn khỉ bị thu hút bởi những hạt ngô trong bình, đến nỗi chúng thò tay vào lấy rồi không rút được ra. Chính vì vậy mới bị mắc kẹt và bị tóm đấy. Tất cả cũng chỉ vì thói tham lam của chúng mà thôi. Khi nghe cậu kể bọn chúng bị đuổi đánh mà vẫn ôm chặt trong tay những bắp ngô là tớ biết đã có cách trị chúng rồi. Công nhận, chúng có thể thả những hạt ngô ra để thoát thân, nhưng vẫn khư khư giữ lấy. Đúng là cái miệng hại cái thân. Không chỉ là những con khỉ đâu, con người đôi khi cũng vậy đấy. Nhiều khi lòng tham khiến chúng ta không chịu rời bỏ những lợi ích đã nắm trong tay, cho dù lợi ích đó có thể gây tổn hại đến bản thân. Hồng Xiêm, mau lại đây đi. Thích con nào ta thưởng cho một con, vì đã có công giúp ta bắt chúng. Cha phải thưởng tiền cho Hồng Xiêm, để Hồng Xiêm dắt chúng con đi ăn quà chứ. Thử khỉ thì nói làm gì? Xoài nói đúng đấy ạ. Ông thích thì cứ giữ lấy mà nuôi, chứ còn không nuôi đâu. Ờ thì thưởng cho túi kẹo, tha hồ chia nhau nhá. Hồng Xiêm ơi, về đi, tớ khát nước quá. Ừ, cũng gần trưa rồi, bọn mình về đi. Ha ha ha.
Thế này thì bao giờ mới được về ăn cơm cơ chứ? Ơ kìa, anh Hồng nhà cô Lý đây mà. Sao lại ngồi khóc giữa đường thế kia? Bọn mình sang đó xem sao đi. Kìa anh Hồng, sao anh lại ngồi vật ra đường khóc lóc thế này? Hồng Xiêm mà mít mật đấy à? Anh khổ quá hai đứa. Đến giờ cơm trưa rồi mà cụ Lý không cho anh về, còn bắt ở đây canh ruộng dưa. Sao lại phải canh ruộng dưa ạ? Hay là Lý trưởng biết em đang khát nước, sợ em ăn hết dưa hấu hay gì đấy? Lý trưởng mà biết mít mật lên cơn khát thì có mà thu hoạch non cả ruộng dưa, mang về cất vào kho cho an tâm mấy chứ. Hồng Xiêm nói chỉ có chuẩn. Cái lão Lý trưởng kỳ bò kẹt xỉ đấy. Mà thôi, không đùa với mít mật nữa. Cụ thể chuyện của anh như thế nào, nói cho bọn em nghe. Xem bọn em có giúp được gì không. Ruộng dưa của cụ Lý bị một bầy chim ác nến phá. Cụ bắt anh bao giờ đuổi hết chim mới được về nhà ăn cơm. Lão Lý trưởng này đúng là ức hiếp người quá đáng. Nói như lão thì đến mùa quýt anh Hầu cũng chưa chắc được về nhà ăn cơm mất. Lũ chim hại kia biết bao giờ mới rời đi cho. Em có cách này giúp được anh Hầu. Cách gì em bày cho anh với, không thì anh chết với Lý trưởng mất thôi. Thế nhé, hai người đi nhanh kẻo muộn. Ừ. Dạo này, đám chim chóc quái ác bày tới phá hoại nhiều quá, làm khổ bao nhiêu người phải đi canh ruộng. Lần này, mình nhất định phải đuổi chúng đi để bảo vệ mùa màng. Anh chuẩn bị đủ đồ rồi đây Hồng Xiêm ơi. Ná cao su đến rồi đây. Tốt rồi, vậy là đủ đồ nghề. Bây giờ chúng ta sẽ làm bù nhìn dọa chim. Ờ hả, đúng là sáng kiến. Để cho bọn bù nhìn ở đây canh ruộng dưa thì anh Hầu mới về nhà ăn cơm được. Một, hai, ba chú bù nhìn. Vậy là được rồi ấy nhỉ. Bây giờ chúng ta làm gì nữa hả Hồng Xiêm? Bây giờ chúng ta ôm ba chú bù nhìn này tạm lánh vào gốc cây kia. Chúng ta phải khuất đi thì lũ chim hại kia mới an tâm xuống phá ruộng dưa. Ấy chết, như vậy đâu có được. Hỏng thêm quả nào là anh ốm đòn với cụ Lý quả đấy. Cụ ấy dặn rồi. Hồng Xiêm, có bị say nắng nên lú lẫn cục bộ đúng không? Chúng ta đang tìm cách bảo vệ ruộng dưa giúp anh Hầu cơ mà. Sao lại lánh đi cho bọn chim hại xuống phá? Thiên cơ bất khả lộ. Hai người cứ tin ở Hồng Xiêm này. Nào, mỗi người ôm một chú bù nhìn rồi lánh ra kia đi. Em sẽ giải thích từ từ. Theo đúng kế hoạch, anh em bù nhìn xông lên dẹp tan bọn chim hại gian ác. Xông lên! Triển khai đội hình chiến thuật 111. Đã xong. Anh em bù nhìn, triển khai đội hình chiến thuật huyết náo. Rõ. Lên 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 lên. Anh em bù nhìn, nhanh chóng rút ra vị trí ẩn nấp ban đầu. Mít mật, bây giờ mới đến phần cậu thể hiện tài năng xạ thủ này. Là sao? Ba chú bù nhìn này chúng ta đã cắm trên ruộng dưa là để mô phỏng hình người, hòng dọa bọn chim. Nhưng để đề phòng chúng nó khôn danh, biết được đó là hàng giả thì sẽ vẫn xuống phá ruộng dưa. Ấy chết, thế bây giờ phải làm thế nào? Đây, để em bảo. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho bọn chim kia lại bay xuống thì mít mật sẽ giương ná cao su bắn. Đến lúc đó bọn nó sẽ nghĩ là bị bù nhìn bắn nên sẽ sợ mà không dám xuống ruộng dưa nữa. Thế là có đất dựng võ cho đại hiệp mít mật ta đây rồi. Bọn chim hại kia, hãy đợi đấy. Ra tay. À, giỡn mặt với ta hả? Đâu có được đâu. Hoan hô, thành công rồi. Chuyện mít mật mà lạ. Nhưng có sợ đàn chim sẽ quay lại phá lúc chúng ta không có ở đây không hả Hồng Xiêm? Anh yên tâm, cái này là dựa theo phản xạ có điều kiện ở động vật. Lần đầu thấy bù nhìn, lũ chim có thể nhầm là người. Nhưng những con tinh ranh và bạo dạn
rồi sẽ thử lân la bay xuống khi thấy yên tĩnh. Nhưng lần thứ hai lại tưởng là bù nhìn bắn ná cao su nữa, thì hễ còn thấy bù nhìn là chúng sẽ không dám quay lại nữa đâu. Nên anh về ăn cơm được rồi đấy. Hồng Xiêm giỏi quá, đúng là thần đồng của làng Hạ. Truy Ân, anh khen bạn em giỏi thì có mặt khen tới mùa chim hại năm sau. Anh cũng chịu ơn của Mít Mật nữa, cao thủ bắn ná cao su làng Hạ. Rất hân hạnh được ra tay tương trợ. Thôi, đến giờ ăn cơm rồi đấy, ba anh em mình về thôi. Các anh em bù nhìn ngay lệnh. Rõ. Đi về nhà ăn bữa cơm. Lên đường.